Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cây kim ngân ba thân này. Ba thân nha mọi người, ý là cậu ba thân ba nhánh đó. Đó. Thì cái cây kim ngân ba thân này á, thì cũng có tên thường gọi là tên thường gọi là cây kim ngân ba thân thôi. Đó. Họ này thì cái nguồn gốc của cây kim ngân này là ở là Mexico, Brazil, Nam Mỹ và đầm lầy ở Trung Mỹ. Đấy. Thì cây có thể cao được hơn 6 mét. Còn cái loại cây mà mình đang cầm ba thân đây là cái loại mà tiểu cảnh làm để trong bàn làm việc thôi, để ở trong nhà. Thì thân dẻo dai và bền chắc như thế này, lá kim ngân xòe dọc như cái bàn tay. Và quanh năm thì một số tài ghi chép là hoa gồm những cái cánh màu kem nhạt này, nở về đêm và tỏa hương thoang thoảng, dài màu vàng, nâu, hình dạng bầu dục và có 5 cánh màu xanh. Màu xanh đấy, dài khoảng 15 cm. Đó. Tuy nhiên có thể ở môi trường với điều kiện mà không phù hợp, mà rất hiếm khi mà cây kim ngân này có thể ra hoa nha các bạn. Đó, quả kim ngân thì có hình trứng, đường kính của nó tầm 10 cm đó. Khi chín thì có màu nâu nhạt đấy. Cây kim ngân này thì được gọi là cây thắt bím hay gọi là bím tóc. Vì ở đoạn cây con thì người ta thường trồng chung với cả 3 cây hay là 5 cây vào để có thể ở trong một chỗ như là đan thắt này, giống như là bím tóc này đó. Cây kim ngân này thì được trang trí với ba loại chính là cây nhỏ đơn hoặc là cây tết hình bím tóc này, có thể là cây trồng thủy sinh. Về ý nghĩa phong thủy của cây kim ngân ba thân này thì có tác dụng là không chỉ ở tốt về phong thủy mà còn có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là về ý nghĩa thì cây ba thân như thế này. Mọi người quan sát. Đó, cây ba thân này thì được gọi là tam tài, tam giáo, tượng trưng cho cái thiên địa nhân, hay người ta thường gọi là thiên trời địa lợi nhân hòa. Cũng có nơi thì quan niệm phong thủy có một số là ba, cái số 3 này tượng trưng cho phước lộc thọ đó. Tác dụng là trồng lấy gỗ này, có thể lọc không khí này, làm quà tặng này. Số lượng trong cây phong thủy thì cây phong thủy thì số lượng cũng chỉ có thêm một số ý nghĩa. Chính vì vậy mà người ta thường trồng 3 cây hay 5 cây. Cây kim ngân này vào một chậu hay chỉ đơn giản là một cây đơn đó. Mình có cả cây đơn và cây ghép như thế này. Thì có một cây như thế này thì được gọi là trụ thiên, mang ý nghĩa từ chọc trời, khoái nước và kiên cường bất khuất nha. Còn có cây kim ngân mà có ba cái thân như thế này thì gọi là tam tài, tam giáo và tượng trưng cho thiên địa nhân, hay còn gọi là thiên thời điện lợi nhân hòa. Cũng có nơi thì có quan niệm là phong thủy của họ số 3 có tượng trưng cho phước lộc thọ đó. Còn có cái cây mà có 5 nhánh ấy thì được gọi là ngũ phúc kim ngân thất bím, thường là tết thì có 5 cây thì sẽ lại mang lại cái ý nghĩa phong thủy phước lộc thọ an khang đó. Thì cái cây kim ngân này hợp với cả mệnh gì, tuổi nào thì cây kim ngân bản chất là ý nghĩa của nó, loài cây này đã mang lại cái tiền tài may mắn tốt đẹp cho người trồng, người sở hữu cái cây này rồi, cho nên là phù hợp hầu hết với tất cả các mệnh tuổi, ai cũng có thể trồng được cái cây chậu này để làm cảnh tượng trưng cho tài lộc, ý nghĩa. Và theo ý thích của mình thì cần lưu ý một số cái chi tiết sau ấy thì
người mà mệnh mộc và thủy ấy, thì có thể phù hợp với cái cây thì để tốt nhất thì người mà hai mệnh này nên chọn cây kim ngân thủy sinh hoặc là thủy sinh mộc và thủy dưỡng thủy, nên là cây trồng nước sẽ phù hợp hơn đấy. Người mệnh thổ và hỏa thì chọn cây kim ngân trồng đất như thế này. Đó, cây kim ngân trồng đất như thế này thì sẽ giúp cho có thể thêm cái chậu cây màu đỏ, màu cam và màu hồng. Đó. Màu cam, màu đỏ, màu hồng. Người mệnh kim hay mệnh thủy thì có thể trồng cây thủy sinh và hoàn toàn có thể cùng cái loại cây cái chậu màu trắng với mệnh kim. Ngoài ra cây kim ngân còn có cây vượng tài đối với cả người tuổi Tuất này, nó giúp cho khắc chế những cái nhược điểm và phát huy những ưu điểm cho người tuổi này. Để có thể phát huy tốt thì mình sẽ đặt cái cây này nơi phong thủy, thì đặt vị trí mà đặt cây kim ngân này rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới cả sinh trưởng và phát triển của cây. Nên là cây ở nên có thể tới ảnh hưởng sinh trưởng của cây. Có nên để cây ở nơi mà có nhiều ánh sáng này, nhưng mà không gắt như ở phòng khách, hành lang đi lại này, chỗ cửa ra vào, cửa sổ. Ngoài ra nếu mà đặt cây ở vị trí tốt thì sẽ giúp cho gia chủ chiêu tài lộc này. Đấy, đặt cây ở tiền sảnh nè, ở đại sảnh nè, đặt cây ở bàn làm việc nè, đặt cây ở cửa sổ ban công. Đó, cây chăm sóc cây kim ngân này thì có khả năng chịu hạn tốt và nhưng ưa ẩm lâu ngày sẽ dễ dẫn đến là thối thân. Đất thì ta lấy cái đất mà đất thì đất phải đất đất phải trồng đất thoáng này, thoát nước này, với lại cả có độ mùn cao. Nước thì thường thì để vào phòng 2-3 tuần tới một lần, mỗi lần đủ ẩm đất đấy, hoặc là kiểm tra cái độ ẩm ít nhất là 5 cm dưới mới tưới tiếp. Đấy, ánh sáng này thì đối với cây văn phòng thì nên để cây ở nhiều ánh sáng đối diện, sáng điện thoáng này, tránh những cây mà sắc kính và ánh nắng buổi trưa chiều vào cây đấy. Nhiệt độ khoảng từ 15 đến 25 độ C. Và khi ở ngoài trời thì cây có thể thích ứng dần dần từ khoảng 10 đến 40 độ C nhá. Đấy, phân bón thì có thể 6 tháng mình bón phân một lần để cây có thể thêm nhiều dinh dưỡng hơn đấy. Và nhân giống thì có thể nhân giống bằng cách là chiết cành gieo hạt đấy. Thì có rất nhiều nơi mà bán cây kim ngân này, tuy nhiên thì bạn phải để một số điểm sau, để đặc điểm như sau để có thể mua được một cái cây chất lượng đấy. Phải có ở nơi có bảo hành, mua cây có bảo hành cây này, giá trồng có thể giá thể trồng cây phải tươi xốp nè, giải đáp được cái thắc mắc khi cây có vấn đề, hoặc là mua ở những nơi mà có cái kinh nghiệm lâu năm. Thì đấy, cây đời là một trong những nơi mà có thể đủ tất cả các yếu tố trên và kinh nghiệm lâu năm ở đấy. Thì bảo hành cây 14 ngày, giá có thể ưu đãi tốt nhất cho các bạn để các bạn chăm sóc đơn giản và cây vẫn sống phát triển tốt đấy. Thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số hotline và địa chỉ mà mình để ở dưới này cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo. Các bạn liên hệ với mình để mình mình có thể tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất nhá. Đó.
Thì đấy là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn. Thì mong là cái thông tin của mình sẽ giúp ích cho các bạn để có thể trồng được một cây cây tốt, đẹp. Bye bye.